Chùa Thiên Mụ. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngắn gọn về chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ là một ngôi chùa cổ nằm trên đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế, Việt Nam khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ chính thức khởi lập năm Tân Sửu năm 1601, đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Trước thời điểm khởi lập chùa thì trên đồi Hà Khê có ngôi chùa cũng mang tên Thiên Mỗ hoặc Thiên Mẫu là một ngôi chùa của người Chăm. Truyền thuyết kể rằng khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế và ở đây chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng Giang Sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần, rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên trên dòng nước trong xanh uốn khúc. Thế đất thì như một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Người dân địa phương cho biết nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi nói với mọi người rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch cho đất nước Nam hùng mạnh, vì thế nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. Tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt được với ý nguyện của quần chúng. Nguyễn Hoàng cả mừng vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi ngoảnh mặt ra sông Hương đặt tên là chùa Thiên Mụ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Trên đây là thông tin về chùa Thiên Mụ ở thành phố Huế, Việt Nam. Trân trọng.